Đoạn thủy tâm khúc, bích cầm mê. Đúng vậy, núi cao, sông dài, đây chính là Trường Lạc Thôn. Đừng để sư phụ thất vọng. Đừng lo lắng, đây là giang hồ lệnh, có thể nhờ nó nhận cơ duyên và thưởng. Thank you.
Xem ra Thiếu Hiệp là lần đầu tiên tới Trường An. Phàn Lâu là nơi phong nguyệt bậc nhất Trường An đây. Thank you.